Cùng đến với những thông tin chi tiết. Các tỉnh Bắc và Trung Bộ đang trong những ngày nắng nóng nhất từ đầu hè với mức nhiệt cao phổ biến trên 38 độ. Một số điểm đã vượt mốc 40 độ C. Đây mới là con số đo trong lều khí tượng theo quy chuẩn quốc tế. Còn thực tế nhiệt độ ở ngoài trời còn có thể cao hơn từ 4 đến 8 độ C. Trưa nay nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt đã xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ với nền nhiệt độ lúc 13 giờ lên rất cao, một số trạm đo được nhiệt độ cao là Sơn La 38 độ C, Ninh Bình 38,1 độ C, Tương Dương Nghệ An 39,4 độ, Hương Khê Hà Tĩnh 40,3 độ, Đông Hà Quảng Trị 38,7 độ. Nguyên nhân của đợt nắng nóng là do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phân mạnh. Độ ẩm trong không khí cũng rất thấp từ 30 đến 50% nên gây ra cảm giác rất khó chịu. Dự báo ngày mai 24 tháng 6 thời tiết vẫn rất nắng nóng và oi bức và phải đến ngày 25 tháng 6 mới có dấu hiệu hạ nhiệt